Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bún bò Huế chay mọi người, với ung phèn đen đá mọi người, nước chấm với tương đen tương đỏ sa tế với chanh ớt mọi người. Mì bò Huế mọi người, mì bò Huế chay mọi người. Mì với bún mọi người. Đây mọi người, mì bò Huế chay mọi người. Ly khơi đen đá mọi người. Tương đen tương đỏ mọi người, tương đen tương đỏ sa tế mọi người, với ớt đỏ cay mọi người, chanh ớt. Muỗng rồi. Đổ rồi. Đổ xo le mọi người, chiếc ngắn chiếc dài. Mà mọi người ăn sáng rồi, ăn sáng uống cà phê, làm cử sáng đi mọi người, làm cử sáng đi. Này có giá cho muỗng trồng mọi người, cho muỗng đồng mọi người, đi nấm mọi người, nấm đồng cầu, bùng móng cá mọi người. Đậu trắng nè, như củ cải đỏ. Không biết có thêm hay khác nữa. Củ sắn, củ đậu nè, củ cải trắng nè. Nước ngon rồi, nước ngọt ngon rồi. Dễ cho muốn nó dài dài mềm mềm, giòn giòn rồi. Ăn nó giòn giòn chứ không dai mà. Giờ muốn trụng lâu thì nó dai thiệt mà. Dài ăn nó không ấy mà. Ăn nó giòn giòn mà. Dễ cho muốn ăn nó giòn giòn thì ngon rồi. Cái tương chỗ này là cái tương tương ngọt luôn rồi. Cho nên là ăn ngọt quen thì thấy nó ấy rồi, còn không thì thấy nó ngọt luôn rồi. Cho nên là chanh ớt nhưng mà, cho nên nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay luôn. Có loại tương mà tương mặn không nè, trường hợp nó xay nó mát tương mặn mà, nói chung loại nào cũng phải nêm nếm lần rồi, chứ không rồi ăn nó ấy rồi. Chứ đỡ về ăn chấm nó không ấy lắm rồi. Tương ngọt là loại ăn sau này mọi người, và sau này hay làm mọi người. Còn hồi trước là cái loại tương mặn đó mọi người, mấy tương tương hòm tôi xay ra. Đó nhà ăn gì ngọt cũng quen mọi người. Cho nên em có mấy đợt mà ăn mấy cái món ngọt ngọt như vậy nè. Ăn không quen. Hồi đó nhà mọi người sau này mới biết mọi người, chứ hồi đó cũng không biết mọi người. Nghĩ mà nhà mình ở miền Nam thì nấu miền Nam nó vậy mọi người. Sau này mới biết mọi người, hồi đó ở nhà nấu theo khẩu vị miền Bắc mọi người. Giống vậy mọi người. Thì có sau này cái em đi Sài Gòn ấy như kia ăn nó ngọt ngọt quen mọi người. Là mới biết mọi người, như coi mấy cái chương trình nấu ăn á, mới biết cái khẩu vị miền Nam nó vậy mọi người.
cho nên cái khẩu nó ngọt ngọt là vậy. Miền Nam miền Tây em người cho nên giờ thì câu gì nào ăn cũng được mọi người, nhưng mà giờ thì nghiêng về miền Nam hơn mọi người, miền Tây nhiều hơn, cái kiểu ăn có hậu ngọt nhiều hơn mọi người, kiểu hậu ngọt với đậm đà mọi người. Kiểu nào thì ăn cũng được mọi người, nhưng mà kiểu hợp khẩu vị đúng không, ăn vừa miệng đúng không, đúng vậy. Chứ giờ thì còn dễ nuôi hơn đó mà. Đó nuôi mà nấu mà không vừa ý là dặn không thèm ăn luôn, không thèm ăn ngay đói biết liền mà. Kiểu vậy không mà. Như đó cũng chán ăn, ăn được không có nhiều vậy mà. Đói ăn béo không được mà, ăn đắng không được mà, mấy cái mà nồng nồng này kia không mà, như củ cải trắng mùi nó ám mà, hoặc là dưa kẹo nó nồng thiếu không có ăn mà. Béo ăn không được mà, kiểu béo quá không mà. Như thịt đùi thì ăn được mà, như bà chỉ béo quá cái ăn cũng không ấy mà, như gì cay mà, đó ăn cay cũng không được. Nói chung đó ăn vậy hơn mà, như ở nhà kiểu dạng nấu ăn vậy hơn mà, chứ nếu so với bây giờ thì nấu ngon hơn mà. Nói chung thì cũng có cày bở mà, có bữa nấu thấy hợp khẩu vị ngon mà, có bữa thì nấu cũng hên xui lắm mọi người. Cũng sáng giòn giòn ngon. Bún cá nằm nó thấm nước cá cũng như da mình mềm mình, do nó chiên nữa ăn nó thơm rồi. Thường mấy cái món mà chiên xong rồi cái đẩy vô nấu mấy món canh hoặc mấy súp rồi, cảm giác nó thơm hơn kiểu dạng rồi. Núng đông cô dai dai mềm mềm luôn rồi. Ngon. Ngọt nước luôn. Ngon luôn rồi, nước nấu vừa ăn luôn rồi. Ngọt luôn rồi. Ngon. Tôi cũng vậy mà. Rồi đèn đúng đóng đúng đắn mà. Như ngày đó hay uống cà phê không à, kiểu cà phê đen mà, kêu mà uống kêu không được không à, đợi như cho nó mới ngầu luôn rồi, nó kiểu đàn ông là phải uống cà phê phải đắng vậy mà nó mới ngầu luôn rồi, rồi đó phái gì ngầu ngầu luôn, kiểu ngầu lòi lắm rồi, phái vậy mà. Cho nên với thành thói quen rồi, nhưng mà hình như đó giờ cũng vậy mà, bắt đầu phải biết uống phê là sáng nào cũng phải làm cử phê mà. Uống cái giống như giờ giờ làm như nó quen mà, cho nên sáng nào cũng cử phê đen đá mà. Còn bây giờ thì cảm giác ăn đắng uống đắng được mà, cho nên cảm giác thấy nó ngon mà, chứ ở đó thì nếu mà thật ra cà phê này cảm giác cái gì nó có cái vẫn có cái hậu nó ngọt ngọt xíu mà. Chắc không có đẩy xíu đường trong thường, nhưng mà đi mấy chỗ ấy thì vẫn để đường tầm nửa muỗng mà.
nhưng mà vẫn nghiêng, nếu mà uống cà phê vẫn nghiêng về vị đắng nhiều hơn. Thôi cây mày vụ quá chai ngon rồi, ăn ngon rồi. Này nước này nêm cái nước rồi, thấy cái nước ngon rồi, kiểu nó ngọt không rồi, ngon ngọt rồi, kiểu ngon. Cái dầu củ này kìa mày, cái củ cây trắng, củ cây đỏ rồi, củ đậu, củ sắn rồi, như bông bông cá, đậu hũ, mướp luôn rồi, như nấm đông côn rồi, ăn ngon rồi. Cái chấm thì tương đen, tương đỏ, sả tế, chanh ớt này kia, nó ăn nó ngọt ngọt chua chua luôn rồi. Nói chung là tùy khẩu vị luôn rồi, món canh sao chấm cho thích, chấm gì chấm ngon rồi là được luôn rồi. Cà phê đèn đá là bầu đắng luôn rồi, ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng, cho cũng một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.